Thanh Hóa, Nghệ An đúng không ạ? Nghệ An chú mới vâng. Chịu xuống. Đúng rồi, cháu nhận ra chú rồi. Ừ. Chứ không nên nỗi là áo anh trắng quá nhìn không ra à. Gặp chú từ trên Lai Châu. Đúng rồi. Từ Lai Châu xong là thế hai bạn ở đâu nhỉ? Nghệ An. Hai ông chồng đam mê đi ăn. Anh thì cây này là chú, nhà chú em cũng Cường, chú Cường Thóc ạ. Nhưng mà bây giờ là cây này là của chú Cường Thóc Hải Dương. Hiện tại cũng vẫn là của vâng, hiện tại nó của chú Cường Thóc. Đây, cháu vừa cái giấy đâu rồi? Rồi chú chú Cường chú ấy bận chú không lên được. Thế thì cháu lên cho mang cây đến cho hộ chú Cường. Rồi. Xin có ảnh ấy, thầy có ảnh ngay là sao cây của chú Cường Thóc đến thế nào. Nào đứng dậy kia là chú này. Được không? Cường Thóc. Sinh ngày năm thân. Chủ nhân là bác Cường Thóc. Nhờ người mang đến triển lãm. Tác phẩm xanh rất là tuyệt vời. Trách đây thì bạn sẽ lấy đủ cả lắm phần này. Đấy, đây là anh. Đây là như này nè. Đây là chuẩn. Đấy. Nhưng cái cây này là vào cái chậu này nó mới tiếp tục. Góc này phê đấy. Ra góc này. Nó lộn cả cái gầm thân dưới kìa. Gầm thân đằng sau. Cũng có đủ năm thân nhưng nó không đụng hàng mấy cây nồng nắng khác. Cái này có một cái thú vị là cái thân chủ nó khô tấp thôi. Đúng rồi, ra lộ rõ thân chủ hơn. Đúng anh, đây là chủ tịch nước thì bao giờ phải đứng trước nước rồi. Cái ông lớn đứng đầu là bao giờ phải đứng trước. Thân chủ nó phải rõ ràng, trọng tâm luôn. Trọng tâm luôn. Đứng ở giữa, đẩy ga mà này. Cao nhất. Khi mà đứng chụp ảnh đâu, phải đứng đằng trước. Năm thì có chuyện đập đón sau. Chính phụ rõ ràng đúng không? Rõ ràng cả kích thước lẫn cái vị trí đứng. Đấy là một cũng một cách suy luận. Nó về kích thước thì cái thân chính này nó cũng to hơn các cái thân xung quanh. Và về vị trí đứng thì nó cũng rất là lộ rõ, đứng ở chính giữa và ở mặt trước. Những cái tay này thì chắc là vẽ thêm. Làm thêm. Cây này cũng là cây năm thân nhé. So với cây kia thì kích thước nó lớn hơn nhiều. Mỗi cây thì sẽ có những cái dáng vẻ khác nhau. Cây này thì cái thân chính mọc ở giữa. Và bốn thân thì nó chia đều cho các phía. Xanh năm thân. Chất liệu là xanh năm điền. Cái xanh này là của anh Sự nhé. Anh Sự cũng mới đặt tấm biển vào đây. Thông tin của chủ cây này. Ngũ Lão Giang Đình. Trần đế rất là khỏe. Cái này của anh em đây mà. À, của anh em đây. Chú sở hữu. Trinh anh taxi. Là chủ cái này à? Trinh taxi. À, Trinh taxi. Cái tên nghe quen nhỉ, chắc cũng tham gia nhiều cuộc chơi rồi. Ngày nhỉ? Xưa là chạy taxi nhưng sau đó vỡ nợ về taxi, định lên ông chú của hãng nhưng mà không làm được. Hình như cái biển cây nhiều khi có để là taxi Trinh đúng không? Đúng rồi. Em tên là taxi Trinh, taxi Trinh đấy. Chắc ngày xưa là chú hãng đẹp. Taxi. À. Taxi là được đồng nào là cây đồng đấy. Tạo cái đường nó đẹp. Chân này nó nằm sâu, nói hất là chỉ có mèo. Cây này anh có ra giao lưu không? Cây nào chả bán anh? Chạm cái hơi giờ nổ luôn. Cây này sẽ chất liệu là xanh năm điền rồi. Vâng. Nó cũng già nhỉ? Dai sần. Anh em ai thiện chí thì có số điện thoại không ạ? Giao lưu tại vườn. Đây.
Em giao lưu tại vườn. Nhà có nhiều cây không? Nhà em nhiều ạ. Chắc là nhiều đúng không? Vâng. Như cây này thì anh bao nhiêu để cho ra khỏi vườn được? Cho anh em tham khảo giá một chút thôi. Không, giá này em bán cây khó lắm. À. Không nói quá tham khảo được. Nhưng mà anh em cứ thiện chí, mà ai mà thiện chí thì về vườn. À, anh em giao lưu tại vườn. Quý vị các bạn tham quan và xem cây tiếp nhé. Thì ở mỗi video thì tôi cũng cố gắng gặp gỡ với các nhà vườn để khai thác thông tin của cây và giá cả của cây để quý vị các bạn có thể tham khảo. Tuy nhiên cũng có một số nhà vườn cũng chưa muốn công khai về giá cả. Góc độ cá nhân tôi thì cũng muốn các chủ vườn công khai giá cả để quý vị các bạn xem cây mà cảm thấy yêu mến thì nổ luôn. Mà cá nhân tôi mà cảm thấy nó hợp với túi tiền của mình, giá hợp lý thì tôi cũng có thể giao lưu. Xanh, cái xanh này có gài một chút đá nhẹ nhàng để trồng trong một cái bể cũ. Tán là chia đều ống tán. Cây xanh hay trực hoành, nhưng xây dựng bộ tán thì cũng có đôi nét của cây xanh hàng làng. Tán ấm tán chia đều ra các phía. Chỗ này cây xanh dáng trực cũng khá là hay, chia sẻ tiếp tới quý vị và các bạn. Cây này đi trồng ở trong một cái bể đập tay, hoa văn khá là đẹp nhé. Cây hàng cầu tại triển lãm lần này cũng rất là nhiều. Tôi sẽ chọn lọc một số cây để chia sẻ tới quý vị và các bạn nhé. Cây tiếp theo là cây sung này. Cây sung này có cốt cách rất là đẹp. Cây này cũng là cây hàng cầu rồi. Chân đế này. Hiện nay tôi đang được thưởng thức cái mùi thơm quả sung chín rất là tuyệt vời nhé. Quả sung chín nó có mùi hương thơm rất là tuyệt vời. Quả của nó này chiều chính nhìn rất là đẹp nhé. Cái tổng thể cây sung này, một tác phẩm sung rất là tuyệt vời nhé. Quý vị xem và cảm nhận từng nét vẽ, từng giá trị nghệ thuật của cây sung này nhé. Chỗ này có cây xanh, xanh cây đá. Thông tin của chủ cây này, số điện thoại VIP nha, 98. Cái xanh này được bám vào một hòn đá thống thủy. Cái xanh này có cốt cách rất là đẹp. Chiều này rất là đẹp nhé, xanh dáng trực huyền. Quý vị và các bạn vừa tham quan triển lãm cây cảnh nghệ thuật Phúc Thọ. Video xin tạm dừng ở đây.